快呀。Hello anh em, hôm nay mình lại có mặt tại trường trung học phổ thông Tân Bình tại quận Tân Phú. Hôm nay có trận banh. Hello. Đi đâu ai cũng nhận ra, thật là vui quá đi hà. Ai chưa vô? Yeah. Hello. Bên kia gặp Ngô Sĩ Liên hả? Em vô đi bộ hoặc anh rủ trẻ về sau đá. Ok. Rồi rồi. Quất quất. Sao đội bạn đông vậy? Đội mình mới có 3-4 người vậy. À dạ. Xã sân sàn gỗ. Sân này thì trẻ Lễ Minh tập hoài à. Mình làm đội trẻ ở đây. Xin 3 giây để thay đồ. Tính ra đây là 3 ngày mình mang cái miếng này mang đáng đồng tiền nữa. 3 ngày 3 trận. 120.000 phải phải vậy chứ. Tắm không xúc ra luôn. Mày tới giờ luôn. Nay chắc trận cuối, xong trận này chắc gỡ bỏ. Ai quan tâm sản phẩm này thì link phần mô tả nha. Mua miếng khác rồi. Đó, hôm nay lại mình đá sân sàn nên ra là mang đôi Umbro. Nhà mình có 3 đôi. Đôi xanh, một đôi đỏ, một đôi trắng. Đây là mang đôi xanh cũ rồi để mang tập luyện và đá giao hữu chơi nữa. Còn đôi trắng với đôi đỏ kia thường mình để mang biểu diễn freestyle. Để sân sàn anh em ha. Sàn thì nó cũng hơi hại gối tí xíu nhưng mà thôi, vô đi bộ chứ không sao đâu. Đôi Umbro này sử dụng để đá futsal rất tốt và cũng chơi freestyle rất tốt. Mình đang nghĩ đến việc sẽ nhập cái đôi này về và kinh doanh. Anh em nào ủng hộ thì để lại comment nha. Đôi này được cái kéo gầm đã lắm nè. Tại vì cái bề ngang dưới đây nó rộng. Mang kéo gầm rất là đã. Đã của San vậy mới đã nè. Cái video clip này mình quay lúc mà mình mới mổ được 4 tháng rưỡi. Bước đi vẫn còn hơi sượng sượng nhưng đá banh thì vẫn đá được, không sao cả. Đối thủ ngày hôm nay là trường cấp 2 Ngô Sĩ Liên, rất nổi tiếng trong giới bóng đá học đường và các video clip đá banh 2 lớp 3 lớp trên nền xi măng của trường. Chúng ta có thể thấy là được đào tạo khá bài bản. Nhưng thành phần thi đấu của ngày hôm nay, ngoài các bạn đang học thì một số đã qua trường cấp 3 và đại học luôn rồi đó nha. Chứ không phải chỉ toàn học sinh cấp 2 đâu à nghe. Rồi đó, mới vô sân là thấy múa rồi đó. Múa múa ngoáy ngoáy rồi đó. Pha này bí đá đại vào chân đối thủ để thoát khỏi tình huống. À quên, dừng một chút để mình giới thiệu về chế banh mà mình mang lên cho cả hai đội đá ngày hôm nay nhé. Trên tay mình bây giờ là một quả bóng futsal của Rainsport. Màu vàng, rất đẹp với công nghệ Hybrid Plus. Công nghệ này giúp cho trái banh chống thấm nước nha anh em. Bóng này bóng futsal size 4 nha anh em. Có thể đá futsal hoặc đá sân cỏ nhân tạo 5 người. Không đá 7 người hoặc 11 người nha. Quả bóng tên là Control 3. Có giá là 540.000. Ok anh em nào muốn mua quả này thì link trong phần mô tả. Haha, quan sát thấy rồi mà giật gót như vậy nha. Sở trường như futsal đấy. Xuất về quá. Đó đó, lại múa tiếp rồi đó. Dạ dạ dạ. Cái nữa. Tình hình là đội mình thủ môn chưa lên. Đứng trong khung thành đang là anh Bình, người rủ mình đá banh trận ngày hôm nay đó anh em à. Tách ra lại, dạ lại. Nào nào, bước lên để dụ số 8 theo, sau đó giật về nhận banh nào. Cái nữa em. Ý chà, cài hụt mất banh rồi. Rồi xong báo luôn. Lại lại lại. Sơ suất kỹ thuật. Nhưng không sao, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.
Hello anh Vũ. Lại tiếp tục bước lên Vũ, sau đó giật về nhận. Yeah. Trượt tôi. Tôi gỡ lại pha báo. Đây là bàn thắng thứ 3 từ cái chân mổ của mình, đó là chân trái. Mình rất ngại sút bằng cái chân này, nhưng vô thế thì lụm thôi nè. Tính kiếm 30, nhưng mà fail quá fail. Ăn. Yeah. Giữ rồi lại, ok, 1-1 luôn. Keeper. Ôi là chống chạy quá, nhận banh quay lên dứt luôn. Góc hẹp quá nên Gun kịp phản xạ. Chân trái. Úi, đá năm luôn hả? Quay quanh về. Rồi xong, nó đá qua đầu thẳng vô Gun là tiêu luôn. Ồ, may quá, phối hợp hỏng. Và vừa rồi là skill La Coresta. Sorry. Lùi, trúng chân anh hậu vệ, nằm một đống luôn. À, cái anh cao cao bự vừa mới đỡ mình đó là huấn luyện viên của đội trường Ngô Sĩ Liên đó nha. Được. Bước. Được. Ồ, canh me bật tường mà bị bắt bài rồi. Đứng yên. Một cú đặt lòng góc hẹp, qua được thủ môn nhưng không qua được cột dọc, hu hu. Vô chạy muốn xỉu luôn. Khỏe quá trời khỏe mà. Hồi nãy có pha bấm vào đầu cho cầu số 2 này. Vô lê ghi bàn mà tiếc quá, lúc đó máy hết pin rồi. Anh Bình Hưng. Đây cũng từng là cầu chuyên nghiệp đá cho quân khu 7 nha. Ghi bàn á. Anh Vũ, trọng tài giải hạng nhất. Hay quá, thắt rét hay quá. Gặp mấy cầu còn trẻ quá nên là xoay dữ thiệt. Giờ này ok á. Vũ mà áo số 1 luôn trời. Xoay. Tiếng 2. Chân trái. Ồ, hơi có chiều nhấp bên phải, vẽ bên trái hoài luôn trời. Ồ, phối hợp hay vậy. À. Úi. Ừ. Chuẩn ngay chân anh Bình. Anh Bình bó tay rồi đó. Ồ, một mình luôn. Không ai lên hết. Rồi, mất banh. Wow, trời vô luôn. Đợi keeper. Đối thủ lơ ngơ, tổ chức đá biên nhanh và cái kết. Hay cái vậy? Tổ Hải ơi. Người ghi bàn là Hải Giá, một người con của 78 Phú Yên. Bước lên. Dí. Ăn. Ghê quá. Phạt góc bên cánh phải, góc chân thuận của hầu hết các cầu thủ đội bạn. Thế nên mình sẽ thủ cao. À ha, keeper tới rồi. Dẫu. Hải. Lại một pha tân bóng qua đầu thủ môn của Hải Giá, nhưng hậu vệ đã bọc lót kịp thời. Vẫn là bước lên và giật về nha anh em. Step over outside này.
He he, anh Vũ kiếm được 30 nhưng không ghi bàn được. Một pha phối hợp giật gót bật tường quá hay, nhưng cú dứt điểm của mình thì lại quá dở. Ây chà, hơi thiếu lực rồi. Chạy giữa. Hơ hơ, có keeper đúng là có khác. Xích tí là báo nữa rồi. Ôi là la, mấy bạn này nhỏ nhỏ mà chăm suốt quá ta. Quanh về được. Quanh về được, quanh về được. Chen chen. Goalkeeper. Người ta nói thủ môn là 50% sức mạnh của đội bóng, quả chẳng sai. Bị ép quá, bị ép quá. Ok. Rồi theo 1-1 luôn. Đưa điện, đưa chạy. Cắt qua cánh đối diện để tổ chức bật tường nào. Cầm về được anh. Ok. Bên phải thủ cao. Bên trái thủ cao. Tôi được. Ok. Cú đá trúng chân hậu vệ làm gãy luôn thủ môn. Hơi xui. Đồng đội đã vòng về sau lưng, giật gót và bước cao lên nào. Tới Hùng ơi. Anh Hưng nhét cho banh này xong rồi bước lên hỗ trợ nè, giật gót thôi. Giật gót hơi nhẹ. Đuổi qua anh Hưng ơi. Hậu vệ mất lỗi và cơ hội đây rồi, dứt. Pha này mình đỡ bước một tốt nên tạo được đà cho một cú sút mạnh. Phần nữa là thủ môn sàng bộ hơi sai, cộng thêm đó là bóng đi sát vào cột dọc. Chứ dứt điểm góc hẹp như thế này thì cửa ăn không cao nha cả nhà. Nhưng mà thôi, like đăng ký cho bàn thắng vừa rồi đi nha. Chọi luôn. Keeper. Hey, giữa đây. Ok. Theo luôn Hùng ơi. Khung thành trống trải nhưng bóng hơi xa tầm với. Làm gì đây? Chết mũi học. Đúng, keeper hay rồi. Thấy khung thành trống trải nên tính đá nhẹ vào khung thành là xong. Ai ngờ chết mũi hơi trượt qua bên trái một chút. Ngay đúng vị trí của ông áo vàng đang sàng bộ về. Hay thiệt chứ. Có cú binh số 7 đây rồi. Xưa đá chuyên nghiệp ô tô tham gia nè. Mà giờ già rồi. Giờ đã chơi rồi chứ không đá giải nữa à, cũng là một thời oanh liệt nha anh em. Ơ sao hén hả? Xích thua thiệt. Top keeper. Xích nữa anh Hùng, anh Bình báo. Cơ hội, chích mũi. Ok, vô hải. Nghỉ giữa hiệp. À, nãy giờ quên giới thiệu tên đội. Đây là ABFC, đội của anh Bình rủ mình lên. Đó là cái anh cởi trần đang đi nè. Có vài anh em từng là cầu thủ chuyên nghiệp futsal, giờ về hưu rồi. Còn lại là dân đá phong trào lâu năm. À, mấy anh em trong đội thì ông nào cũng mổ gói hết rồi đó nha anh em. Mày mà vẫn ham đá sân sàn, hay thiệt chứ. Tempo.
kia là mệt. Nagato nè. Lâu rồi đây này. Đời hiện tại của Fusan luôn. Hùng giờ đá thường xuyên không anh? Đây là Hùng Sào, từng ăn tập Fusan chuyên nghiệp cho câu bộ Fusan ô tô Phạm Gia. Thường xuyên với anh em mình nè, dạ. Cho Hùng lên thôi. Dạ, đá ở đây hả? Mốt cho em ké với. Bây giờ thủ môn vẫn còn khởi động hả? Môn áo đẹp quá ta. Áo của Raysport Việt Nam nha anh em. Căng cơ lại cái. Nãy giờ chạy quá căng. Hiệp 2 bắt đầu. Do là mình không muốn dứt điểm bằng chân trái nên Rabona thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Xích tí có siêu phẩm. Anh Vũ đang vòng ra kìa. Tốt dữ rồi. Phòng ngự tốt, thấy hay nhớ like nha bà con. Hùng luôn. Hùng ơi. Hay vậy ta. Quá hay luôn. Chạm cảm giác quá trời. Rồi, lấy em lại. Wow. Tấu hai ơi, chích mũi. Ôi là, biên trái đang chống chải. Tình huống vừa rồi, xỉa máu ngoài không phải là phương pháp tối ưu, lẽ ra phải đặt lòng. Bản 2, tốt keeper. Keeper. Trái đó tưởng thua rồi chứ. Ai ngờ sút ngay vị trí thủ môn. Nhẹ quá. Chạy giữa, chạy giữa. Chạy giữa. Thủ 2 chống 3, tổ chức áp sát, che đường truyền, nếu truyền qua theo người luôn. Tổ kiếp ơi. Vẫn còn tâm trí để múa đấy. Một pha giật gót. Tân. Thật. Hai pha giật gót và ba pha giật gót. Thêm pha vật tường nữa và đã có bàn thắng. Bàn thắng rồi. Yeah. Một pha tổ chức tấn công quá xuất sắc của các cầu thủ áo cam. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nhé. Pha này thì có thêm góc quay ở ngoài nhờ chiếc máy quay của anh Vũ. Anh Vũ rảnh quá không biết làm gì, đứng quay chơi gì đó. Một pha tấn công với 8 đường truyền, một cú dứt điểm và bóng đã nằm gọn trong lưới. Một pha phối hợp rất ngẫu hứng của những anh em từng chơi futsal lâu năm. Và người ghi bàn không ai khác là tôi. Đồng đội không hiểu ý để bật tường, vòng về thôi. Là không kịp à. Thôi. Sơ xuất cái là mất bành, sơ xuất cái nữa là mất 30.
Easy AK thành công. Tuyệt vời. Này là AK kiến tạo nha. Nếu pha này mà đặt lòng chân trái vào khung thành là điều quá cơ bản rồi, nên mình thử ứng dụng skill bóng đá đường phố vào đây luôn. Hôm nào làm thử cái thử thách ứng dụng skill đường phố vào trong bóng đá thiệt thử xem. Ai ủng hộ thì comment nào. Và đó là tình huống cuối cùng của mình trong trận thi đấu này. Nghĩ thôi, chân mới mổ mà đá sân sàn nhiều quá thì cũng không tốt. À, trước khi hết view clip này, mình xin mạn phép chia sẻ một điều. Mỗi lần mình đi đá banh như thế này thì mình đã phải góp tiền sân cùng với những anh em đá chung, rồi tiền nước nữa. Về nhà mình còn phải dành thời gian để dựng view clip. Hiện tại thì mình không còn dựng đơn giản như trước nữa, khá cầu kỳ và phức tạp, nên mình cũng mất rất là nhiều thời gian và công sức. Chưa kể đi đá banh như thế này thì vẫn nguy cơ chấn thương rất là cao. Gần đây mình cũng không còn ra clip nhiều vì nguồn thu YouTube thực sự không xứng đáng bằng công sức mình đang bỏ ra, nên mình đang rất cần sự hỗ trợ từ anh em. Mọi người có thể ủng hộ cho mình qua cách mua các sản phẩm của TSport đang bán online, hoặc nếu không có nhu cầu mua hàng thì có thể donate vào số tài khoản Momo mình để trong phần mô tả bên dưới. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực rất là lớn để mình cố gắng ra clip nhanh hơn và nhiều hơn trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Wow, xong 1 tiếng rưỡi sân sàn với cộng dây chằng mới mổ được 4 tháng rưỡi. Anh em thấy mình đã coi sớm quá không? Mình thấy cũng hơi sớm mà cũng hơi sợ, nhưng mà thấy chơi ổn thì cứ chơi thôi. Dây chằng nhân tạo mà bao luôn, không sao đâu. Sợ đứt chân còn lại thôi, nhưng mà chắc không đứt đâu. Ngô Sĩ Liên thì là một cái trường đá banh có truyền thống rất là lâu đời, đá sân xi măng banh 2-3 lớp gì đó, nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thành phố Hồ Chí Minh nói trường Ngô Sĩ Liên mà ai biết đó, đào tạo rất là nhiều nhân tài bóng đá trẻ học được. Nay đá với mấy anh em đội AB. Rồi anh em thấy hay nhớ like cái kênh đón chờ clip mình trong thời gian tới nha. Mình làm bánh thi, chào các like. À, ai muốn mua bánh, bánh gói thì cứ link phần mô tả. Bye bye.